ô nhiễm không khí khiến phụ nữ béo hơn. Nghiên cứu mới nhất của Đại học Michigan cho thấy những phụ nữ tiếp xúc với ô nhiễm không khí trong một thời gian dài sẽ tăng cân hơn những người khác, đặc biệt là những người phụ nữ trong độ tuổi từ 40 đến 50 tuổi. Cụ thể, nghiên cứu này đã đánh giá những người phụ nữ khi họ tiếp xúc với chất lượng không khí kém ở mức độ cao hơn các hạt bụi mịn như nitơ dioxide và ozone. Những người phụ nữ này sau 8 năm sống trong không khí ô nhiễm đã tăng cân đáng kể. Nghiên cứu đã tổng hợp kết quả từ 1.654 phụ nữ da trắng, da màu và châu Á có độ tuổi trung bình là 50. Theo nghiên cứu này, việc tiếp xúc với không khí ô nhiễm có liên quan đến tỷ lệ mỡ trong cơ thể cao hơn, đặc biệt là các phụ nữ trung niên. Nghiên cứu này cho thấy trong 8 năm, lượng mỡ trong cơ thể của những người phụ nữ này đã tăng 4,5%. Tuy nhiên, một số yếu tố khác cũng tác động tới độ chính xác của nghiên cứu này, bao gồm việc tập thể dục và các hoạt động thể chất. Ngoài ra, nghiên cứu chỉ tập trung vào phụ nữ trung niên, do đó vẫn chưa thể kết luận điều này có áp dụng với tất cả phụ nữ hay không. Ngoài ra, câu hỏi được giới khoa học đặt ra là liệu ô nhiễm không khí có ảnh hưởng tương tự tới nam giới như với phụ nữ ở độ tuổi 40 đến 50 mà nghiên cứu đã xem xét hay không.